Vũ Động Càn Khôn phần 9 tập 29, ngày chờ đợi đã 3 năm. Khi tiếng ngân quang cuối cùng trong mắt Châu Thông bị xâm thực, thần sắc hắn cũng đóng băng, cuối cùng nhạt dần cho đến khi không còn chút biểu cảm nào nữa. Hắn lúc này về cơ bản chẳng khác gì con dối. Lâm Động thấy Châu Thông biến đổi như vậy, hai tay không kìm được siết chặt, ánh mắt tràn ngập sát ý. Ứng huyền tử ở đằng sau cũng không ngừng run rẩy, một lúc sau mới khoát tay nhắm mắt lại. Lâm Động, tiện hắn đi. Lâm Động khẽ gật đầu, ánh mắt ngưng động lại trên người Châu Thông, hắn cảm nhận được thực lực kinh người của Châu Thông. Trình độ đó không hề thua kém những cường giả chạm tới luân hồi như Trúc Lê Đại Trưởng Lão, hơn nữa hắn cũng nhận ra sức mạnh quen thuộc trong người Châu Thông là không gian tổ phù. Châu Thông có không gian tổ phù, có lẽ có khả năng đối mặt với cường giả đỉnh phong luân hồi cảnh, cũng giống như ma là vậy chỉ có điều mala có khả năng điều khiển hòa diệm tổ phù tới mức xuất quỷ nhập thần không biết châu thông vận dụng không gian tổ phù đến trình độ nào rồi có điều này châu thông thực lực quả thật rất khủng khiếp nhưng lâm động cũng không phải dễ nhằn hắn có đến hai tổ phù thực lực bản thân cũng đã chạm tới luân hồi thêm tinh thần lực tiểu phù tông cảnh nếu bây giờ hắn dùng toàn lục thì mala cũng khó lòng thắng được thiên nguyên tử muốn dùng châu thông đánh bại hắn cũng hơi ngây thơ tùy thôn phệ thiên thi cũng vô cùng lợi hại nhưng một là lâm động cần nó để chấn nhất ba tên đứng đầu nguyên môn hai là hắn muốn đích thân ra tay chỉ khi giao đấu thì hắn mới biết châu thông rốt cuộc bị làm sao hắn muốn thử xem liệu có hy vọng cuối cùng giải cứu châu thông khỏi trạng thái bị khống chế này không lâm động nhìn vào trong nguyên môn tâm thần khẽ động chỉ thấy thôn phệ thiên thi tay cầm trường đao màu đen bay ra vừa hay cách biệt hắn với nguyên môn có cỗ thôn phệ thiên thi này trấn thủ Trừ phi cả ba người bọn thiên nguyên tử cùng ra tay, nếu không tuyệt đối không ai vượt qua được nó. Nhưng nếu chúng ra tay thì vô số cường giả của liên minh trung nguyên cũng sẽ tấn công, có lẽ chúng sẽ phải e dè. Ba người bọn thiên nguyên tử thấy vậy, ánh mắt loài sáng, nhưng cũng không có hành động gì khác, chỉ là nhân nguyên tử nhìn thôn phệ thiên thi với ánh mắt âm lạnh. Hiển nhiên vẫn chưa quên việc trước đó bị thương bởi thôn phệ thiên thi. Yên tâm, bọn ta còn đợi cảnh tượng đặc sắc sư huynh đệ tranh đấu đương nhiên sẽ không ra tay can dự. Thiên Nguyên Tử cười, ánh mắt lóe một tia hắc quang. Lâm Động lạnh lùng nhìn hắn, cũng mặc, giờ nói nhiều cũng chẳng ích gì, đợi khi giải quyết xong việc thì ba lão cầu đó sẽ không thoát được đâu. Châu Thông sư huynh, đắc tội. Lâm Động ôm quyền về phía Châu Thông, rồi khí tức đột nhiên bùng phát, ánh mắt dần trở nên sắc lạnh. Châu Thông lúc này hiển nhiên dã mất hết tâm trí, nên chẳng có bất cứ phản ứng gì với lời Lâm Động nói nhưng bề mặt cơ thể hắn cũng có ngân quang nhàn nhạt, nhạt, lan tỏa khiến không gian xung quanh biến dạng. Soạt. Châu Thông bước một bước đã như xuyên qua không gian, với tốc độ nhanh quỷ dị xuất hiện ngay phía sau Lâm Động, chỉ thấy ngân quang lấp lánh, bàn tay hắn giống như lưỡi dao sắc lạnh đâm thẳng về phía Lâm Động. Quỳnh. Lôi quang đột nhiên bắn ra, một chiếc quyền trượng lấp lánh lôi quang đâm thẳng về phía bàn tay Châu Thông, ngay lập tức âm thanh kim loại va chạm cùng với những tia lửa chói lòa bắn ra xung quanh. Quỳnh công kích bị chặn đứng, thân hình Châu Thông khẽ động, không gian lại biến dạng rồi hắn chớp mắt đã ở phía trên bên phải lâm động, 10 ngón tay búng liên tiếp, chỉ thấy ngân quang bắn ra như vũ bão, tất cả đều là lưỡi đào ánh sáng ngưng tụ từ không gian lực, nhìn rất đẹp nhưng sắc bén có thể cắt đôi cơ thể cường già chuyển luân cảnh. Lâm động thối lui, hai tay chập lại, một cái hắc động nhanh chóng xuất hiện phía trước rồi hút hết những lưỡi đào ánh sáng kia vào. Đến khi đã hút hết, Lâm Động bỗng nhiên lao vút tới, lôi đế quyền trượng đem theo lôi quang hùng hồn, vô số đạo lôi ảnh chứa kỉnh phong cuồng bạo nhằm thẳng Châu Thông mà bắn tới. Đối mặt với sự phản kích đó, thân thể Châu Thông uốn lượn tránh được hết những đạo trượng ảnh kia, đến Lâm Động cũng phải cảm thán, không gian tổ phù quả nhiên huyền ảo dị thường. Trên bầu trời, hai đạo thân ảnh chỉ trong mấy chục giây đã giao thủ đến hơn chục lần, công kích hai bên đều vô cùng hung hãn nhưng đều bị đối phương hóa giải. Mức độ ác liệt của nó khiến không ít người sắc mặt trở nên ngương trọng, thực lực của cả hai đặt trong đông huyền vực có lẽ chẳng mấy người sánh kịp. Không ngờ thực lực của châu thông sư huynh lại mạnh đến mức này. Cưng tiếu tiếu vẻ mặt ngương trọng, nói. Đây mới chỉ là bắt đầu. Cưng hoan hoan khẽ nói, hai người này, một người có thôn phệ và lôi đình tổ phu, một người có không gian tổ phu, động thủ thì không phải cường giả chạm tới luân hồi bình thường có thể sánh kịp hy vọng Lâm Động có thể tiện châu thông sư huynh, tránh cho huynh ất rơi vào tay nguyên môn, sống không bằng chết. Ứng tiếu tiếu thở dài, thần sắc ảm đạm có nổ hòa bùng lên. Lần này, phải khiến chúng trả giá. Đôi mắt lam của ứng hoan hoan cũng có hàn quang lưu động. Trên bầu trời đột nhiên có tiếng long ngâm vang lên, thân hình lâm động lùi nhanh về sau, mấy nghìn con tử kim long uốn lượn quanh người hắn, biến thành một đạo tử kim long trào hàng nghìn trượng đập xuống châu thông. Xoẹt! Thân hình châu thông khẽ động, xuất hiện ở một vùng trời khác, đôi tay cùng với bộ căng tay sắt nhọn đen thò ra khỏi ống tay áo, hai tay nắm lại, chỉ thấy không gian phía trước nhanh chóng méo mó, chớp mắt vùng không gian đó đã biến thành một cây đại đao khổng lồ. Ầm. Ừ. Đại đao không gian được châu thông nắm chặt rồi chém mạnh xuống từ kim long trảo. Keng. Âm ừ. thanh chói tai vang lên, chỉ thấy trên đại đao lấp lánh ngân quang, một cảm giác sắc bén không thể hình dung nổi tỏa ra, ngay cả không gian cũng bị rạch tan đại đao không gian chém qua tử kim long trào rồi tất cả mọi người kinh ngạc khi nhìn thấy long trào đã bị chia làm hai, chỗ vết cắt phẳng như mặt kính. Không gian tổ phù lợi hại thật. Liệu thanh nhìn cảnh tượng đó mà mặt đầy vẻ ngưng trọng, hắn cũng tu luyện thanh thiên hóa long quyết đương nhiên biết long hình ngưng tụ từ long văn sẽ cường hãn đến mức nào. Cộng với việc lâm động còn có long cốt hồng hoàng càng khiến thanh thiên hóa long quyết như hổ thêm cánh, nhưng lúc này vẫn bị đại đao không gian chặt làm đôi. Châu Thông đúng là không đơn giản, nhưng ngươi cũng đừng coi thường lâm động tiểu ca, tiểu tử này giờ đến lão phu cũng chưa nhìn hết được. Trúc Lê Đại trưởng lão nhìn lên trời, chậm rãi nói. Liệu Thanh cũng gật đầu, tuy hiện nay hắn chỉ còn cách luân hồi cành một bước nữa nhưng vẫn thấy mùi vị nguy hiểm từ lâm động. Châu Thông đang định triển khai tấn công thì một đạo quang ảnh bắn ra từ đạo tử kim long trào, trước mắt đã đến trước mặt hắn. Nằm đấm lấp lánh lớp vẩy dòng màu tử kim thẩm thấu mùi vị luân hồi lao tới soạt Công thế đó quá đột ngột khiến Châu Thông hơi khựng người, nhưng khi sắp chạm tới hắn thì thân hình hắn đột nhiên trở nên mơ hồ. Lâm Động đầm xuyên qua đạo tàn ảnh đó, nhưng ánh mắt hắn không hề có gì thay đổi. Đúng lúc thân ảnh đó trở nên mơ hồ thì hắn lật tay, chỉ thấy một cái hắc động khổng lồ hiện ra. Thôn phệ lực bùng phát xé tan không gian phía sau. Bùm. Ngay khi ấy, một thân ảnh hiện ra trong không gian đó. Quỳnh lôi vẫn nhanh chóng ngưng tự trên bầu trời. Một con lôi long khủng bố dơ nanh mùa vuốt lao xuống, lâm động nắm tay lại, con lôi long lập tức biến thành lôi tương bao phủ quanh cánh tay hắn. Xoẹt! Tất cả đều diễn ra chỉ trong giây lát, lôi đỉnh đánh xuống, vào khoảnh khắc lâm động nắm lấy thì hắn đã xuất hiện ở phía trước mặt châu thông bị thôn phệ lực kéo ra. Không chút do dự, cánh tay bao quanh bởi lôi tương giống như xuyên qua lôi đỉnh trong trời đất, xé tan hư không đánh xuống lôi quang ngày một lớn dần trong mắt châu thông lúc này dù hắn có không gian tổ phù thì cũng không kịp tránh nữa rồi phụt cuối cùng cánh tay lôi tương đấm thẳng lên người châu thông hắn hự lên một tiếng cả cánh tay lâm động xuyên qua ngực châu thông lôi quang bùng nổ hắc bào trên người châu thông lập tức biến thành cho bụi khi hắc bào biến mất đồng từ lâm động co lại còn phía sau thì đầy những tiếng kêu kinh ngạc đó là đây là lâm động nhìn châu thông đồng tử lập tức co nhỏ lại, ánh mắt đầy vẻ khó tin. Đằng sau hắc bào không phải cơ thể có đủ máu thịt mà đó là một bộ xương đen, lâm động nhìn thấy trên đó là chẳng chịt những đường vân đen. Đám ma văn này quấn quanh xương châu thông giống như ký sinh ở đó, không thể trừ bỏ. Bên trong bộ xương vẫn nhìn thấy nội tạng đang hoạt động, chỉ là số nội tạng này có màu đen, hiển nhiên đã bị ma khí xâm thực đến cực điểm. Điều khiến lâm động chấn kinh nhất đó là ở ngực châu thông, một quả tim màu đen đang đập với tốc độ rất chậm, từ nó tỏa ra thứ khí tức tà ác vô tận. Không ai có thể ngờ, bên dưới một cái đầu hoàn chỉnh lại là một cảnh tượng kinh hoàng thế này. Bên trong cơ thể quỷ dị này vẫn có những đường kinh mạch đan xen nhau, bên trong kinh mạch là những đường ngân quang, là sức mạnh của không gian tổ phù. Cả thân thể châu thông cũng chỉ có những kinh mạch này là chưa bị ma khí xâm thực, có lẽ đây là lý do mà hắn vẫn dùng được sức mạnh của không gian tổ phù mà văn màu đen đàn sen trong cơ thể Châu Thông dường như hình thành nên một bộ ma tỏa. Chính bộ ma tỏa này đã hại Châu Thông thành ra thế này. Đó là ma hoàng tỏa. Nhằm kêu lên linh ngạc. Ma hoàng tỏa, đó là cái gì? Lâm Động trong mày vội hỏi. Ở thời viễn cổ, đó là thủ đoạn tàn khốc mà dị ma hoàng đầu không phân cao thấp với chủ nhân tạo ra, thứ đó chỉ cần cho lên người là sẽ dần bị xâm thực tâm trí hơn nữa nguyên thần cũng bị phong tỏa trong cơ thể, mãi mãi không thể thoát thân, thậm chí cường giả luân hồi cũng không thể. Thủ đoạn này vô cùng tàn nhẫn, phải dèo hết thịt đi, dùng ma khí xâm thực lục phủ ngũ tặng vài chục năm để lấy ma thể làm khóa, đoạn tuyệt sinh cơ. Nhằm vẻ mặt nặng nề. Ma hoàng tỏa tuy không còn hoàn chỉnh như thời viễn cổ, nhưng tuyệt đối không phải dị ma vương bình thường có thể tạo ra, xem ra nguyên môn quả thực đã câu kết với ma ngục. Lũ xúc sinh Lầm động nghe thế thì nộ hòa sung thiên, chẳng trách mà vừa rồi châu thông dùng chút lý trí cuối cùng để xin được chết, hẳn là hắn không thể chịu đựng nổi sự dày vào đó nữa rồi. Nhàm, giờ châu thông sư huynh còn cứu được không? Phạm ai bị chúng ma hoàng tòa thì chỉ có chết, thậm chí không thể vào được luân hồi, có điều. Nhàm ngừng một chút rồi nói tiếp. Có điều châu thông thì hơi khác, hắn có không gian tổ phù, nguyên thần có lẽ được tổ phù bảo vệ, không bị ma khí xâm thực triệt để nếu hủy ma thể đi thì chưa biết chừng sẽ cứu được nguyên thần của hắn. Hủy ma thể. Ánh mắt lâm động loài sáng. Vút. Khi lâm động và nham nói chuyện, có vẻ lâu nhưng thật ra trong lòng chớp mắt đã qua, lúc này từ phía sau có tiếng xôn xao vang lên, châu thông mặt không chút biểu cảm. Một bàn tay đeo găng đen đã có ngân quang lấp lánh, không gian biến dạng, kinh phong mạnh mẽ đến cực điểm nhằm thẳng yết hầu của lâm động mà lao tới. Quỳnh Lôi quang bạo phát trên tay lâm động, hắn lật tay đánh mạnh lên ngân quang, lôi quang chấp chới chặn đứng không gian lực. Xoẹt! Thân hình lâm động cong lại, xuất hiện phía sau châu thông, nguyên lực trào dâng, quyền phong cuồng bạo cùng với vô số đạo long ngâm đánh mạnh lên người châu thông. Kèng kèng kèng! Đối mặt với công thế cuồng bạo của lâm động, bộ xương đen của châu thông bắn toái ra vô số tia lửa, công kích như vậy mà không hề tạo được chút tổn thương nào cho bộ xương. Bình bình bình! Châu thông nhanh chóng quay người, Ngân quang bùng phát, trưởng phong mạnh mẽ cũng tung ra đánh thẳng về phía Lâm Động, vô số trưởng ảnh quyền phong cuồng bạo tung ra, không gian quanh hai người bị chấn động không ngừng vỡ tan. Bình, lại một cú đánh mạnh mẽ nữa, nguyên lực cuộn trào, cả hai thân ảnh đều thoái lui, nhưng rõ ràng cuộc đối đầu này Lâm Động đã chiếm ưu thế. Dù thế nào thì hai đạo tổ phù cũng mạnh hơn một không gian tổ phù của Châu Thông. Hừ, Thiên Nguyên Tử ở phía xa thấy Châu Thông bị yếu thế thì hừ lạnh hắc quang lóe lên trong mắt, thân thể Châu Thông run lên rồi đánh một trường xuống mặt đất. Một làn sóng năng lượng kỳ lạ nhanh chóng truyền vào đại địa, mọi người lập tức thấy mặt đất phía dưới trở nên hoang vu với tốc độ kinh người. Đại hoang vu kinh. Mấy người ứng tiểu tiếu lập tức kêu lên kinh ngạc, thần sắc có phần phức tạp, không ngờ Châu Thông bị khống chế mà vẫn thi triển được võ học này. Nếu đã vậy, Châu Thông sư huynh, chúng ta hãy thử xem đại hoang vu kinh của ai mạnh hơn hai tay lâm động kết ấn, rồi cũng ấn xuống mặt đất, hô lên một tiếng trầm đục. Đại hoàng vù kinh Tốc độ hoang vu của mặt đất càng tăng nhanh, tất cả mọi người có thể thấy khí tức hoang vu lan dần trong mặt đất, chỉ trong mấy giây cả không gian nghìn dặm đã trở thành một vùng hoang vu. Một võ học bá đạo này khiến không ít người kinh hãi. Hai người trên bầu trời đứng nhìn nhau từ xa, cả hai đều giữ tư thế hai tay chạm đất, nhìn có vẻ bình tĩnh nhưng ai cũng nhận ra trong luồng không khí một dao động cuồng bạo thứ cuồng bạo đó điên cuồng nhất là ở dưới đất ai cũng nhận thấy mặt đất đang dung chuyển trong phạm vi mấy nghìn dặm sức mạnh của đại địa đang hội tụ về đây và hai luồng ý niệm đang tranh giành nhau ở giữa khoảng đất giữa hai người có cỏ xanh tươi đầy sức sống nổi bật giữa vùng đất hoang vu ứng huyền tử ứng tiếu tiếu ứng hoan hoan và những người khác của đạo tông đều căng thẳng nhìn cảnh tượng đó trong lòng có phần phức tạp vì họ biết đây là cuộc tỉ thí giữa hai đệ tử kiệt xuất nhất trong mấy trăm năm qua của đạo tông trong mắt đệ tử Đạo Tông, một người từng là truyền kỳ, một người là truyền kỳ của hiện tại, hai truyền kỳ lúc này lại phải phân thắng thua. Bình huỳnh Mặt đất hoang vu lúc này không ngừng rung chuyển, thấp thoáng có thể thấy ánh sáng thẩm thấu ra từ mặt đất, năng lượng cuồng bạo phía dưới cũng không kìm được mà bắn ra. Phủ Lúc này lâm động hít sâu một hơi, nhìn về phía châu thông, nở nụ cười. Châu thông sư huynh, cuộc tỉ thí lần này có lẽ ta thắng rồi. Vừa dứt lời, hắc động hình thành trong mắt hắn, trong lòng bàn tay cũng có hắc quang tràn ra biến thành hai đạo hắc động khổng lồ, bắn ra thôn phệ lực. Quỳnh Cuối cùng mặt đất nổ tung, hàng nghìn cột năng lượng khổng lồ bắn lên như núi lửa phun trào, đến mây trên trời cũng bị đánh tan. Quỳnh Lúc này, mặt đất bên dưới châu thông cũng bắn lên quang trụ, chỉ có điều quang trụ năng lượng của hắn nhỏ hơn một nửa so với lâm động. Rõ ràng so với mức hấp thụ năng lượng thì hắn không phải đối thủ của Lâm Động, Đại Hoàng Vu kinh cộng với thôn phệ tổ phù, sự hấp thụ bá đạo đó đã vượt xa hắn. Tất cả hiển nhiên đều ồ lên vì cảnh tượng này, mấy người ứng tiêu tiêu nắm chặt tay, gương mặt đầy vẻ mừng rỡ. Ẩm! Ừ. Quang trụ năng lượng khổng lồ xoay chuyển trên không, rồi xuyên qua hư không lao thẳng về phía châu thông. Lúc ấy, không gian quanh châu thông cũng hiện ra hấp động, thôn vệ lực xé tan hư không khiến hắn không thể sử dụng không gian tổ phu để tránh né. Không tránh được, ánh mắt châu thông rái tia sáng sáng, bàn chân rộng mạnh, quang trụ năng lượng quanh người hắn cũng hung hăng đâm thẳng lên cột quang trụ lớn hơn vài lần. Quỳnh, âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, cách đó hàng nghìn dặm cũng vẫn nghe được, sóng năng lượng xung kích khuếch tán khiến đội quân hai bên lật ngào những cường giả chống đỡ được xung kích đều nhìn chăm chăm vào chỗ hai quang trụ giao nhau, không gian ở đó đang không ngừng vỡ tan. Xoẹt! Khi họ đang ngưng thần ở đây thì đột nhiên nhìn thấy một quang ảnh bắn ra từ quang trụ, rồi một tiếng gầm vang lên, tác động lan tỏa bên dưới. Hai tay hắn bỗng trực tiếp vặn hai cột quang trụ vào nhau, trên tay gân xanh nổi lên cuồn cuộn, lâm động dùng toàn lực nhấc quang trụ lên dáng xuống châu thông. Dần! Mặt đất phía dưới rung chuyển dữ dội rồi sập xuống liên hoàn. Thiên Nguyên Tử thấy thanh thế kinh người đó của Lâm Động, ánh mắt hơi thay đổi, thủ ấn biến hóa, định sai khiến Châu Thông toàn lực nghênh đòn, nhưng lại phát hiện thân thể Châu Thông không hề động đậy. Đáng chết! Thiên Nguyên Tử giật mình, chỉ thấy trong ánh mắt vốn đầy ánh sáng xám giờ lại hiện ngân quang, thân thể run lên giường như đang phản kháng sự khống chế. Tuy sự dãy dụa đó chỉ rất ngắn ngủi, nhưng lúc này cũng là đủ. Ngân quang trong mắt Châu Thông lại bị xâm chiếm, hắn nhìn thấy quang trụ năng lượng đánh thẳng lên cơ thể gương mặt không chút biểu cảm để lộ vẻ được giải thoát và mừng rỡ. Lâm động sư đệ, người thắng rồi, cảm ơn ngươi. Hắn thầm nghĩ, quang trụ đáng sợ trước bao ánh mắt chấn kinh đã hoàn toàn nhấn chìm hắn. Ánh sáng chói lòa giống như vầng mặt trời nóng bỏng bùng phát trên không trung khiến vô số người không kìm được phải nhau mắt lại, nhưng dù vậy họ vẫn cố gắng nhìn lên trời. Tất cả đều muốn biết rốt cuộc hai truyền kỳ của đạo Tông Ai sẽ là người thắng cuộc huyền tử nhìn chăm chăm lên bầu trời, với thực lực của ngài đương nhiên nhìn rõ cảnh tượng bên trong vùng năng lượng cuồng bạo kia. Ngài nhìn thấy rất rõ ràng cột quang trụ năng lượng cuồng bạo không thể hình dung nổi đang bắn thẳng lên người châu thông. Năng lượng khủng bố đó dù là cường giả chạm tới luân hồi cũng không thể chống đỡ nổ. Giặc. Năng lượng cuồng bạo giống như thủy chiều xung kích lên bộ xương đen của châu thông, không gian xung quanh hắn bị đánh vỡ tan tành, ngày sau đó trên bộ xương xuất hiện những vết rạn nứt. Giặc giặc. Những vết dạn đó tuy rất bé nhưng đã gây nên phản ứng dây chuyền mà thể kiên cố đến lâm động cũng không thể làm gì được nhanh chóng bị phủ đầy bởi những vết nứt. Mà khí đặc quánh tỏa ra từ bộ xương đen nhưng đã bị năng lượng khủng bố kia làm cho bốc hơi hoàn toàn. Mà khí không ngừng biến mất, trên gương mặt châu thông dần nở nụ cười, rồi năng lượng cuồng bạo giáng xuống, cơ thể hắn tan thành cho bụi. Quang trụ bắn qua, Cuối cùng rơi xuống phía xa, mặt đất quỳnh quỳnh Dung chuyển tạo nên một khe nước khổng lồ sâu hun hút, cả vùng sơn mạch bị san bằng. Vô số ánh mắt nhìn lên bầu trời, vừa hay nhìn thấy cảnh thân thể châu thông tan tành cho bụi, tim run lên. Cuối cùng đã phân thắng bại rồi sao? Hắc vụ nhàn nhạt, nhạt tỏa quan nơi châu thông vừa nổ tung, trong đó không có bất cứ dấu hiệu nào của sự sống, dường như châu thông đã bị tiêu diệt hoàn toàn. đệ tử đạo tông thấy vậy đều than thầm, cảm xúc phức tạp. Tuy trận này Lâm Động thắng, nhưng họ không thể thấy mừng được, thù hận và phẫn nộ đối với Nguyên Môn càng thêm sâu sắc. Nếu không phải vì chúng thì Lâm Động đâu có ra tay với Châu Thông khiến Đồng Môn tương tàn. Ở phía xa Thiên Nguyên Tử nhìn bầu trời với sắc mặt u ám, hắc quang lóe lên trong mắt. Lâm Động cũng nhìn đám hắc vụ, bàn tay nắm chặt lại, trong lòng có phần căng thẳng. Theo như Nam nói, chỉ cần hủy được ma thể thì có lẽ nguyên thần của Châu Thông sẽ thoát ra được. Nhưng bây giờ lẽ nào hắn hạ thủ quá nặng khiến nguyên thần châu thông cũng bị hủy đừng vội đợi thêm lát nữa hắn có không gian tổ phù bảo vệ chắc không yếu vậy đâu giọng nói của nham vang lên nhưng lâm động nhận ra hắn có chút không chắc chắn rõ ràng ngay nham cũng không thể chắc châu thông sống được tuy sốt ruột nhưng lâm động cũng biết chẳng giúp gì được cho sự việc đành dần bình tâm lại nhìn chăm chăm về đám hóc vụ kia bên trong đó vẫn không hề có động tĩnh gì, nhưng khi lâm động không nhẫn nại được nữa thì hắn bỗng ngưng thần, từ trong hắc vụ bắn ra một đạo ngân quang. Trong đạo ngân quang đó có thể mơ hồ nhìn thấy chút kim quang yếu ớt, ngân quang bao bọc quanh kim quang và chui ra khỏi hắc vụ. Hừ, muốn chạy hả? Nhưng khi ngân quang vừa xuất hiện thì ánh mắt thiên nguyên tử lạnh tanh, một tay kết ấn, quạt lên. Ma hoàng tỏa. Quỳnh. Hắc phụ đột nhiên bạo phát ma khí kinh người, rồi biến thành vô số tia hắc quang đan xen nhau, dường như biến thành một đạo ma tỏa tà ác đến cực điểm, ma tỏa uốn lượng định phong tỏa đạo ngân quang kia lại. Lâm động mau ra tay đi, nếu không gian tổ phù bị ma hoàng tỏa khóa chặt thì nguyên thân của Châu Thông sẽ không giữ được đâu. Giọng nói đầy lo lắng của nham vang lên. Hắn vừa dứt lời thì Lâm Động đã ra tay, tuy hắn không biết biến cố này rốt cuộc là sao nhưng hắn có thể cảm thấy nó không vô cùng bất lợi cho châu thông. Phụt phụt Gần như vào khoảnh khắc Lâm Động ra tay thì hắc lôi quang đột nhiên thẩm thấu qua cánh tay hắn, chớp mắt cánh tay hắn đã biến thành dạng dịch thể. Hắn đưa tay xuyên qua ma tỏa nắm lấy ngân quang trong tay. Thiên nguyên tử thấy Lâm Động động thủ, sắc mặt tối sầm lại, thủ ấn biến hóa, chỉ thấy ma hoàng tỏa đổi mục tiêu, điên cuồng xâm thực cánh tay Lâm Động cút, ánh mắt lâm động lạnh tanh, sức mạnh của hai đạo tổ phù bùng phát trên cánh tay, đánh tan ma hoàng tòa đi. năm đó nguyên môn gắn được ma hoàng tòa lên người châu thông là vì hắn đã bị bắt, nhưng giờ lâm động đang trong thời kỳ chiến lực bạo tăng, hơn nữa hắn không chỉ có hai tổ phù mà còn có thần vật cường đại chuyên khắc chế dị ma là tổ thạch thiên nguyên tử muốn đối phó với lâm động đúng là mơ giữa ban ngày. Lâm Động thu cánh tay về rồi vung tay lên, chỉ thấy một đạo bạch quang bắn ra bao phủ lấy ma hoàng tòa. Phụt phụt. Dưới sự chiếu rọi của bạch quang, ma hoàng tòa phát ra những tiếng phụt phụt rồi nhanh chóng bị tịnh hóa, chỉ trong mấy phút đã hoàn toàn biến thành hư vô. Thấy ma hoàng tòa bị hủy, Lâm Động mới thở phào rồi nhìn về phía thiên nguyên tử sắc mặt lúc này tôi sầm với ánh mắt đầy sát ý. Ánh sáng trên tay Lâm Động dần tối lại rồi trở lại bình thường. Lúc này hắn mở bàn tay ra, chỉ thấy một nhúm ngân quang đang lấp lánh tỏa ra thứ năng lượng cổ xưa, chính là không gian tổ phù. Ngân quang khẽ nhu động rồi bỗng bùng lên, sâu trong nó là một đạo kim quang yếu ớt, chính là nguyên thần còn lại của Châu Thông. Nguyên thần Châu Thông tuy có không gian tổ phù bảo hộ, nhưng rõ ràng vẫn bị trọng thương, kim quang rất ảm đạm, thậm chí không phát ra năng lượng. Nguyên thần của hắn đã bị tổn thương quá nặng, người cho hắn vào tổ thạch nghỉ ngơi đi. Tu vi đến mức này, chỉ cần nguyên thần còn thì hồi phục không phải là khó. Nham nói. Ông. Ừ. Lâm động gật đầu, rồi bạch quang từ trong cơ thể bắn ra bọc lấy lam quang. Nhưng khi Nham chuẩn bị đưa đi thì kim quang đột nhiên chấn động, thoát khỏi không gian tổ phù rồi chui thẳng vào bạch quang. Cái này. Lâm động khựng người. Lâm động sư đệ, mấy năm nay tuy ta được không gian tổ phù bảo vệ nhưng đã bị ma khí xâm thực, tổ phù là thần vật rất bài xích ma khí, ta hiện tại không có tư cách để có nó. Ta thấy ngươi rất có thiên phú, có hai đạo tổ phù, nếu không gian tổ phù cũng ở trong tay ngươi có lẽ sẽ phát huy được tác dụng lớn hơn. Khi lâm động đang ngạc nhiên thì một giọng nói yếu ớt vọng ra từ bạch quang. Chầu thông sư huynh. Lâm động nghe vậy vội vàng lên tiếng, nhưng đạo kim quang đó đã tối hẳn lại rồi được nham thu vào trong tổ thạch, còn hắn thì nhíu mày nhìn không gian tổ phù. Lâm động, hắn nói đúng, giờ hắn có dấu hiệu bị ma khí xâm thực tuy tổ phù vẫn bảo vệ hắn nhưng dù sao tổ phù cũng có quy tắc của nó miễn cưỡng nắm giữ cũng không ích lợi gì cho cả hai bên nhám nói lầm động hơi lưỡng lự tuy tổ phù không tầm thường nhưng dù sao hắn cũng đã có hai cái sức dụ hoặc với hắn cũng bớt đi kha khá cộng với đây là vật của châu thông lấy như vậy dường như không được thỏa đáng nhưng lúc này nếu từ chối dường như lại thành ra làm cao vì thế hắn đành gật đầu ta tạm thời giữ không gian tổ phù, nhưng đến khi Châu Thông sư huynh được nguy tịnh hóa xong ta sẽ trả vật lại cho chủ cũ. Tỉnh ngươi, ngoài ra phải cẩn thận những kẻ nguyên môn kia, không biết tại sao ta cứ có cảm giác không bình thường." Nhàm gật đầu nói. Ánh mắt Lâm Động ngưng động rồi gật đầu, lật tay thu không gian tổ phù vào trong cơ thể, thân hình khẽ động, xuất hiện trước mặt mấy người ứng huyền tử. "Yên tâm, Châu Thông sư huynh vẫn cứu được." Nghe vậy, mấy người ứng huyền tử đều hiện vẻ mừng rỡ. Tiếp theo làm gì? Tiểu điêu tiến lại, ánh mắt lạnh băng nhìn ba kẻ đứng đầu nguyên môn, sát ý gần như hóa thành thực chất. Lâm động không đáp, cũng nhìn vào bên trong nguyên môn bị ma khí bao phủ, ánh mắt trào dương hàn quang. Hà hà, dường như nhận ra ánh mắt của hắn, khiến nguyên tử cười nhạt. Đúng là cuộc long tranh hổ đấu đặc sắc, giang sơn đời nào cũng có nhân tài, lâm động, xem ra ngươi vượt qua châu thông rồi lão cầu, tiếp theo đến lượt ngươi. Lâm Động nhìn Thiên Nguyên Tử, mặt không chút biểu cảm. Thiên Nguyên Tử cười, sự quỷ dị trong mắt càng thêm rõ rệt, rồi hắn nhìn số lượng cường giả của Liên minh Trung Nguyên, gật cù nói. Tuy để các ngươi cứu mất châu thông, nhưng cũng không sao, tác dụng của hắn đã đạt được rồi, tiếp theo các ngươi hãy thưởng thức một bữa tiệc ma đạo đi. Thiên Nguyên Tử dứt lời, cả ba bọn chúng mắt bắn ra hắc quang, chúng cùng kết ấn, ba đạo ma quang bắn ra từ cơ thể, phía trên chạm trời, phía dưới chạm đất. Vút! Ma quang nhanh chóng lan tỏa, bầu trời tối đen, từng trận hàn phong thổi ảo ạt, tiếp đó là vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên từ trong nguyên môn, chỉ thấy thân thể đệ tử nguyên môn nổ tung, máu thịt hội tụ ma khí đậm đặc trào lên trong không trung. Bình huỳnh! Trong khi đó, mặt đất cũng bắt đầu nứt vỡ, ma khí đặc quanh lan tràn, trong ma khí dường như có thứ gì đó khủng bố đang chui ra. Cả trời đất lúc này đã chìm đắm vào biển ma khí tà ác. Cả trời đất nhanh chóng tối sầm lại, ma khí ngập trời, cảm giác âm hàn tà ác lan tỏa khiến sắc mặt không ít cường giả đều thay đổi. Lâm Động ánh mắt ngưng trọng nhìn biến cố này, hắn nhìn vào trong nguyên môn, trong đó lúc này không ngừng có tiếng mổ vang lên, đệ tử nguyên môn hết người này đến người khác nổ thành huyết vụ, ma khí cũng điên cuồng chảy ra. Thủ đoạn của ba kẻ đứng đầu nguyên môn không ngờ lại độc ác đến vậy, để giải quyết bọn lâm động cũng không tiếc tống táng hơn nửa số đệ tử nguyên môn. Cẩn thận, phía dưới. Ứng hoan hoan đến bên cạnh lâm động, đôi mắt lam của nàng nhìn chăm chăm mặt đất đang cuồn cuộn, nàng cảm nhận được một luồng ma khí mạnh mẽ. Trong mắt lâm động cũng dần có hắc quang hóa thành hắc động, rồi hắn nhìn xuyên qua tầng tầng ma vật, sắc mặt kịch biến, vì hắn nhìn thấy vô số đạo ma ảnh đang phá vỡ mặt đất truy lên. Đó là cái gì? Tiểu Điêu kêu lên kinh ngạc, mà khí bốc lên từ phía dưới vô số thân ảnh hiện lên. Tất cả nhìn thì thấy những thân ảnh đó đều không lành lặn, thân thể của chúng đều rất cao lớn, có thể nhận ra hình người, nhưng thứ khí tức tà ác đến cực điểm kia lại khiến mọi người hiểu đó là thứ gì. Là dị ma. Trúc Lê đại trưởng lão trầm giọng nói, bên dưới Nguyên môn lại ẩn tàng nhiều dị ma như vậy sao? Không đúng, đây đều là hài cốt dị ma. Có lẽ là dị ma đã chết, nhưng lúc này hình như đã bị nguyên môn dùng thủ đoạn nào đó khống chế. Lâm Động lắc đầu, trong mắt đám dị ma này không có linh trí mà đầy sự bạo ngược, nhìn giống như cái xác biết giết người bị kẻ khác thao túng. Phần lớn dị ma bị giết trong trận đại chiến năm xưa đều đã được tịnh hóa, đến xương cốt cũng không còn, không ngờ bên dưới nguyên môn lại ẩn tàng nhiều như vậy, xem ra những năm qua nguyên môn đã thu thập thi thể dị ma không ít. Gương mặt từng hoan hoan đầy hàn khí. Cẩn thận một chút, tuy mà thi không có sức mạnh của năm xưa nhưng cũng không thể coi thường. Lâm Động gật đầu, nhìn cảnh tượng lúc này cũng giống như trận đại chiến năm xưa ở quy mô nhỏ. Có lẽ cường giả thời viễn cổ phải đối mặt với đội quân dị ma với số lượng và thực lực hơn nhiều so với trước mắt. Đám dị ma đó gầm thét, hốc mắt thâm sâu nhìn vô số cường giả trên bầu trời rồi ô ạt lao tới. Chứ vị, hãy cùng động thủ giết chết đám dị ma này, diệt trừ nguyên môn. Mạc tông chủ kiếm tông hô lên, kiếm khí bùng phát chém đứt đôi hàng trăm ma thi, khí thế kinh người. Hành động này của mạc giám đã vực dậy được sĩ khí của vô số cường giả trong liên minh trung nguyên, nguyên lực cuồn cuộn dâng trào, công thế ấp tới như vũ bão. Đám ma thi như chim gãy cánh rơi lột bột xuống đất, nhưng ngay sau đó lại có nhiều ma thi hơn bò dậy từ dưới đất số lượng cường giả trong liên minh dù sao cũng rất lớn đợt xung kích đầu tiên của ma thi không có tác dụng gì nhưng tình hình này dần chuyển biến sau khi ma khí tràn ra nhiều hơn một vài đám ma khí khổng lồ bùng phát chỉ thấy bên trong nó xông ra mấy chục cái ma ảnh thể tích chúng tuy không lớn nhưng ma khí vô cùng đậm đặc vượt xa cả đám ma thi kia rõ ràng đám ma thi này khi còn sống cũng là thực lực dị ma tướng tính ra cũng sánh ngang cường giả chuyển luân cảnh Tuy rằng hiện giờ thực lực của chúng có yếu đi, nhưng khí thế vẫn rất đáng sợ, lao thẳng vào đội quân liên minh Trung Nguyên với công thế như vũ bão. Trong chớp mắt đã có không ít cường già bị giết chết. Có những ma thi cường hãn kia tiên phong, ma thi phía sau cũng tràn lên, hai bên lao vào nhau, ma khí và nguyên lực cuộn trào, thành thế vô cùng dọa người. Trưởng giáo, mọi người cũng đi giúp một tay, chặn đám ma thi kia lại lầm động nhìn lên bầu trời hỗn loạn, những ma thi sánh ngang dị ma tướng kia đang tạo ra vô số khe hở của phòng tuyến, nếu không khống chế thêm thì rất dễ bị đại quân ma thi đánh tan. Ông ừ. Ứng huyền tử gật đầu rồi vung tay dẫn theo lượng lớn cường giả đạo tông chặn đứng đám ma thi khó nhằn kia lại. Trúc Lê Đại trưởng Lão, Liệu Thanh Đại Ca, Hoan Hoan, mọi người chú ý một chút, vạn nhất có ma thi cực kỳ lợi hại xuất hiện thì hãy ra tay đối phó. Lâm Động nhìn mặt đất đầy ma khí, hắn có thể cảm nhận được phía dưới còn có ma thi lợi hại hơn chưa xuất hiện, rõ ràng Nguyên Môn đã chuẩn bị rất cẩn thận cho ngày hôm nay. Nếu không cẩn thận chỉ sợ vô số cường giả đông huyền vực sẽ phải chôn thây ở đây. Ông! Ừ. Mấy người trúc lê đại trưởng lão cũng biết tình hình rất căng thẳng, về mặt ngưng trọng gật đầu. Bà lão cầu Nguyên Môn đã biến mất, chúng mới là rắc rối lớn nhất. Hùng quang rái lên trong mắt tiểu điêu. Lâm Động nhìn quanh, quả nhiên chúng đã biến mất khi nào không hay, hắn cho mày lại, đúng là rất rắc rối. Quỳnh Khi Lâm Động đang tìm vị trí của chúng thì mặt đất phía dưới đột nhiên bùng phát một luồng ma khí ngập trời, trong đó dường như có vài đạo ma ảnh chậm rãi bước ra. Đáng chết, ma khí cường đại như vậy, lẽ nào khi còn sống ma thi này là dị ma vương? Thiệt Long yêu xoái chấn động nhìn những ma ảnh bước ra từ ma khí. Ma khí dần tiêu tan, rồi sáu đạo ma ảnh xuất hiện, Khác với những ma thi kia, thân thể chúng vẫn rất hoàn chỉnh, trong hốc mắt là ma khí. Thập thoáng có thể cảm nhận được một luồng áp lực khá mạnh, hiển nhiên trước khi chết, những ma ảnh này rất có khả năng đều là dị ma vương. Sáu ma ảnh xuất hiện là nhìn ngay về phía bọn lâm động, xem ra chúng cũng nhận ra những người này mới là lợi hại nhất. Động thủ đi. Trúc Lê Đại trưởng Lão trầm giọng nói, đám dị ma vương này dù thực lực đã giảm mạnh nhưng vẫn không phải đối thủ mà cường giả luân hồi cảnh bình thường có thể chống lại được, chỉ họ ra tay mới chặn được chúng. Xoẹt! Thế nhưng không đợi họ ra tay trước, sáu ma ảnh kia đã gào lên, ma khí cuồn cuộn, bắn thẳng về phía họ. Hai người cẩn thận một chút. Lâm Động nhìn ứng hoan hoan và lăng thanh trúc, khẽ nói, ba tên đứng đầu nguyên môn do ba người tìm và giải quyết đi, chỉ khi giải quyết được chúng thì trận chiến này mới kết thúc. Lăng Thanh Trúc gật đầu, giọng nói vẫn lạnh lùng như vậy, chỉ là vừa dứt lời, nàng ngập ngừng một chút rồi nói thêm. Chú ý một chút, nếu có vấn đề ta đến giúp ngươi. Nói xong, cũng không đợi lâm động đáp, Lăng Thanh Trúc lập tức quay người đi, kiếm quang cùng tiếng hô vang trời bùng phát, chặn một ma ảnh lại. Lâm Động mỉm cười, rồi cảm thấy bàn tay lạnh lạnh, chỉ thấy một bàn tay nhỏ nhắn khẽ nắm tay mình, quay lại thì thấy đôi mắt lam lạnh của ứng hoan hoan. Ứng hoan hoan cũng không nói gì nhiều, chỉ khẽ xếp tay hắn rồi buông ra bay đi ngay, hàn quang trào dâng, đến ma khí cũng bị phá vỡ tan tành. Lúc này chỉ còn Tiểu Điêu và Tiểu Viêm ở bên cạnh Lâm Động, họ nhìn nhau, cùng nhận ra hung quang trong mắt đối phương. Tiếp theo, bà huynh đệ chúng ta hãy gặp ba lão cẩu kia nào. Lâm Động mỉm cười, Ba năm trước ba lão cậu đó đã nhân lúc Điêu Gia ta thương thế chưa hồi phục mà ức hiếp chúng ta, lần này hãy để Điêu Gia đòi nợ. Gương mặt tiểu Điêu đầy sát ý, chuyện ba năm trước hắn vẫn coi như một điều sỉ nhục, ba huynh đệ hồi đó hắn là mạnh nhất. Với tính cách của mình đương nhiên hắn cho rằng mình phải bảo vệ Lâm Động và Tiểu Viêm, nhưng ai ngờ cuối cùng Lâm Động thực lực không bằng hắn lại là người đã liều mạng bảo vệ hắn. Tiểu Viêm cười, nụ cười vẫn như ba năm trước, chỉ là nay nó đã có thêm chút dữ dằn sát khi tỏa ra từ ba huynh đệ khiến ma khí xung quanh cũng không thể đến gần bình Huỳnh mặt đất phía dưới rung chuyển dữ dội ba người lâm động nhìn thấy trong ma khí đặc quanh phía dưới có một ma ảnh hàng nghìn trường chậm rãi bỏ ra ma khí lan tràn ma ảnh khổng lồ cũng dần hiện thân đó dường như là một đạo ma quái khổng lồ toàn thân đen xì, có bốn cánh tay to lớn không có mắt mũi trên mặt là cái mồm đầy nanh sắc lạnh ma khí phun ra phì phò đó là cái gì ba người lâm động nhìn thấy thế ánh mắt đều ngưng động. Lâm động cẩn thận, đó là đại thiên tà ma, là thứ dị ma cường hãn nhất, năm đó tọa kỵ của dị ma vương chính là một con đại thiên tà ma này, nó có thể sánh ngang với dị ma vương thực lực đạt đến hai tầng luân hồi kiếp. Nhàm nặng nề nói, hai tầng luân hồi kiếp, đồng từ lâm động co lại, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Đây rõ ràng chỉ là xương cốt của Đại Thiên Tà Ma, nhưng nó đã bị nguyên môn khống chế, thực lực của nó e là cường giả luân hồi cảnh bình thường cũng không sánh kịp. Lâm Động hít sâu một hơi, ánh mắt đầy ngưng trọng, không ngờ bọn chúng lại ẩn tàng thủ đoạn cường đại như vậy. Khặc khặc. Chỉ thấy ma khi nhu động trên mặt Đại Thiên Tà Ma, rồi ma cái mặt hiện ra nhìn ba người Lâm Động, một tiếng cười lớn chói tai vang lên. Lâm Động Bản tọa đã nói rồi, dù là ba năm sau thì ba ngươi cũng vẫn chỉ là mấy con kiến trong mắt ta mà thôi, giờ các ngươi còn dũng khí để động thủ không? Ánh mắt lâm động lạnh băng nhìn đại thiên tà ma, rồi khoái miệng cong lên. Đúng là rất mạnh, nhưng như thế này đánh bại các ngươi mới có ý nghĩa, không phải sao? Nói rồi hắn quay sang nhìn tiểu điêu, tiểu viên, ánh mắt hai người kia cũng dần trở nên điên cuồng. Chuẩn bị liều mạng chưa? hai người tiểu điêu nu hên môi cười, gật mạnh đầu, họ đã đợi ngày này ba năm rồi. Nếu vậy, Lâm Động trầm chậm siết chặt tay lại. Chiến thôi. Vậy thì chiến thôi. Lời nói Lâm Động vừa dứt, ba luồng khí tức mạnh mẽ giống như thanh kiếm sắc tuốt khỏi bao, tựa mãnh hổ xuống núi, bắn thẳng lên trời, đánh tan cả ma khí lan tràn ở xung quanh. Ba người đứng trên không trung, ánh mắt lạnh như băng khóa chặt đại thiên ta ma. ha ha đúng là không biết lựa sức mình, ba người bản tọa phân ra đối chiến cũng đủ giết ba huynh đệ ngươi trong hơn 10 hiệp, huống hồ ba bọn ta giờ đã dung nhập vào đại thiên tà ma. Ba ngươi còn muốn đánh bại ta sao, đúng là được cười, ha ha ha. Cảm nhận được triển ý hùng hồn của ba người, ba cái mặt quỷ dị trên đại thiên tà ma cười lớn, ba tiếng cười trói tai mang đầy sự trầm trọng. Ba bọn chúng đều đã là luân hồi cảnh, tuy chưa hồi phục chiến lực thời kỳ bình phong, nhưng cường giả luân hồi cảnh bình thường tuyệt đối không phải đối thủ, huống hồ ba người Lâm Động lại chỉ là chuyển luân cảnh, thực lực như vậy trong mắt chúng chẳng là gì. Giải quyết xong ba huynh đệ các ngươi, tất cả những người ở đây đều không cái nào thoát được hết, ha ha, Lâm Động à la. Người muốn huyết tẩy nguyên môn ta nhưng lại không biết ba bọn ta đã đợi lúc này lâu lắm rồi. Các ngươi dẫn đám cường giả phản kháng nguyên môn tới, bản tọa vừa hay giải quyết được hết. Đến lúc đó xem đông huyền vực còn kẻ nào dám chống lại nguyên môn. Lâm động lạnh lùng nhìn cái mặt quỷ dị của đại thiên tà ma, hai tay chậm chậm siết chặt, tử kim quang trói lòa lan tỏa, từng đạo long ngâm vang lên chấn động trời đất. Lúc này tiểu viêm cũng gầm lên, hổ phệ quân bên dưới bỗng ngồi khoanh chân, hắc quang ô ạt trào ra từ cơ thể họ một cuồng sáng khổng lồ màu đen bao phủ quanh người họ, tỏa ra sát khí đáng sợ. Hắc quang cuối cùng được tiểu viêm hấp thụ hết vào cơ thể, thân thể to lớn của hắn tiếp tục phình to, bề mặt cơ thể mọc ra những sợi lông hổ cứng hai màu trắng đen. Thực lực tiểu viêm chỉ là chuyển luân cảnh, nhưng hắn hấp thụ sức mạnh của hàng nghìn người trong hồ phệ quân, cộng với huyết mạch hắc ám hộ tộc. Sức mạnh bạo phát e là những cường giả chạm tới luân hồi như Trúc Lê Đại trưởng Lão cũng phải tránh né. Khi thực lực tiểu viên bạo phát, tiểu điêu cũng bay lên, một tiếng gầm lớn vang lên, năng lượng tử hắc quang lan tỏa hình thành một đôi cánh rơi hàng vạn trượng sau lưng hắn, đôi cánh giang rộng, trên đó phủ đầy những đường hoa văn tử kim sắc, tỏa ra một cảm giác cổ xưa cao quý. Tiểu viên vốn là cường giả luân hồi, cộng thêm với huyết mạch tinh thuần của thiên yêu điêu tộc, chiến lực của hắn cũng không phải tầm thường. Chiến nào? Tiểu điêu gầm lên một tiếng, khí tức của cả ba người đều cường hãn đến cực điểm ha ha. Ba kẻ nguyên môn cười lớn, rồi đại thiên tà ma lao tới, đại địa dung chuyển, mà khí cuộn trào hình thành một vô số cơn gió lốc. Mắt tiểu viêm đỏ ngầu, bàn tay nắm lại, cây thần trùy khổng lồ hiện ra, bên trên là chín đường đỉnh văn tỏa ra ánh sáng tròi lòa, rồi lao tới trước tiên. Thần trùy trong tay biến thành trùy ảnh nghìn trượng, đánh tan không gian nhằm thẳng tới đại thiên tà ma. Vút! Tử hạc quang bắn ra ta từ tay tiểu điêu tạo thành một dòng chảy mang năng lượng hùng hồn tử kim quang cũng bạo phát từ trong cơ thể lâm động, ba nghìn con tử kim long hiện ra, hóa thành một đạo tử kim long trưởng nghìn trượng, tung ra đầy hung hãn. Ba người vừa ra tay là dùng đến sức mạnh thực sự, vào khoảnh khắc năng lượng bạo phát, cả trời đất dường như bị lật nhào. Tà ma chỉ thuẫn, nhưng đối diện với sự liên thủ của ba người, ba kẻ của nguyên môn chỉ cười khẩy, mà khí cuộn lên biến thành một đạo hắc thuẫn nghìn trượng trước mặt đại thiên tà ma. Trên tấm lá chắn đó phủ đầy những gương mặt quỷ hùng ác rầm rầm rầm. bà đạo công kích cường hãn gần như đồng thời ấp tới, hung hăng oanh kích lên cự thuẫn, âm thanh kinh thiên động địa vang lên, mặt đất phía dưới không ngừng sụp lở. Sóng năng lượng dư thừa khuếch tán ra xung quanh, trên cự thuẫn xuất hiện vết dạn rồi nổ tung, nhưng công thế của ba người lâm động cũng bị chặn lại hoàn toàn. Bà năm các ngươi chỉ trưởng thành được một chút vậy thôi sao? Bà cái mặt trên đại thiên tà ma cười quỷ dị, bước ra, thân thể khổng lồ thi triển tốc độ kinh người, trước mắt đã xuất hiện phía sau tiểu viêm, cánh tay đầy ma văn siết chặt lại. Một quyền mang sức mạnh hủy diệt không chút lưu tình đấm thẳng xuống tiểu viêm. Kinh phong đáng sợ từ phía sau đánh tới, tiểu viêm gầm lên, hùng sát khí bùng phát, hắc bạch quang cuộn trào, biến thành ảnh một con hắc bạch quang cự hổ, cự hổ gầm lên. Bàn vuốt nắm chặt thần trùy, không hề nhượng bộ đỡ lấy công thế của đại thiên tà ma. Bùm! Hai bên đâm sầm vào nhau, không gian vỡ vụn, thân thể tiểu viêm cũng bay ngược ra sau, bàn tay cầm thần chùy có máu chảy ra. Với thực lực của hắn muốn đối đầu trực diện với đại thiên tà ma có thực lực của ba kẻ kia rõ ràng là miễn cưỡng. Nếu không phải hắn có tinh huyết của hắc ám thánh hổ thì chỉ một kích này cũng không đỡ nổi rồi. Ba kẻ kia của nguyên môn dường như nhận ra tiểu viêm là yếu nhất trong ba người nên sau khi đánh lui tiểu viêm không hề chuyển mục tiêu, thân hình to lớn khẽ động chuẩn bị hạ sát thủ. Từ Nguyệt Trạm nhưng đương nhiên hai người lâm động và tiểu điêu sẽ không cho chúng đạt được mục đích. tiểu điêu ra tay trước, một tay nắm lại, chỉ thấy một vầng trăng khuyết khổng lồ hình thành phía trên đầu hắn, ngón tay hắn chỉ xuống, vầng trăng đó xuyên qua hư không lao thẳng tới đại thiên tà ma. cút! đại thiên tà ma quát lên, rồi hắn quay người tung một quyền, ma khí cuộn trào đánh tan vầng trăng màu tím. phụt! đại thiên tà ma hung ác há mồm, một chùm ma khí đặc quánh nhằm thẳng tiểu điêu mà bắn tới có điều ngay khi chùm ma khí với sát thương lực kinh người đó bắn tới một cái hắc động bỗng hiện ra nuốt gọn chùm hắc quang đó bùm nhưng hắc quang cũng không phải tầm thường khi bị nuốt vào trong nó lập tức phình to ra cuối cùng nổ một tiếng lớn rồi một chùm ma khí nhỏ hơn nhiều bay xuyên qua nhưng bị tiểu điêu chặn lại lâm động thấy ngay hắc động hình thành từ thôn vệ lực cũng bị công kích của đại thiên tà ma xuyên thủng ánh mắt ngưng động thực lực của ba tên cự đầu nguyên môn quả nhiên khủng khiếp cùng ra tay. Từ kim quang chói lòa lan tỏa, từng trận long ngâm vọng ra từ trong cơ thể lâm động, đôi mắt đen của hắn cũng trào dâng chiến ý, hôm nay hắn muốn xem xem, bà huynh đệ hắn liên thủ liệu có thắng được nguyên mùn không? Bình huỳnh! Hắn vừa dứt lời thì tiểu viêm và tiểu điêu đều gầm lên, nguyên lực trong cơ thể vận chuyển đến mức cao nhất, ba đạo quang ảnh tràn đầy hung sát khí lao vút tới, công thế cuồng bạo đánh tới như vũ báo về phía đại thiên tà ma đại thiên tà ma cũng gầm lên những tiếng chói tai, ma khí cuộn trào như biển lớn, chặn hết công thế của ba người. Trận chiến kinh thiên, mặt đất sụt lở, không gian biến dạng, mỗi lần nguyên lực và ma khí đối đầu là một số ma thi và cường giả bị ảnh hưởng đều phải cuống cuồng lùi về sau. Rầm rầm. Đại thiên tà ma đối mặt với công thế cuồng bạo của ba người lâm động không hề để lộ ra vẻ mệt mỏi, ma khí vẫn cuồn cuộn vô tận. Ha 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 đại thiên tà ma hết quyền này đến quyền khác đánh bay tiểu viên, âm thanh ngày một chói tay cũng phát ra gương mặt quỷ dị kia đầy vẻ chế diễu lâm động các ngươi chỉ có chút bản lĩnh vậy thôi sao trong thế giới này ma khí không bao giờ hết mà thi dù bị đánh bại cũng có thể đứng dậy trở lại còn cường giả liên minh trung nguyên các ngươi thì ngày một ít đi ha ha hôm nay các ngươi không một ai có thể thoát được lâm động nghe vậy ánh mắt ngưng động hơi nhìn lướt qua quả nhiên ma thi bị đánh bại ở phía dưới sau khi bị ma khí xâm thực thì cứ xông lên không sợ hết. Còn cường giả liên minh thì bắt đầu có nhiều tổn thất hơn, nếu không phải có trúc lê đại trưởng lão, ứng hoan hoan duy trì thì có lẽ thương thế còn nghiêm trọng hơn nhiều. Lâm Động, phải nhanh chóng giải quyết hắn, nếu không ma thi sẽ càng ngày càng mạnh. Lâm Động sắc mặt tối sầm, trầm chậm gật đầu, nhìn về tiểu điêu và tiểu viêm, hai bên đều nhận ra hung quang trong mắt nhau thân thể tiểu viêm nhanh chóng phình to, hắc bạch quang lan tỏa phát ra luồng năng lượng cuồng bạo. Tiếng hổ gầm kinh thiên vọng ra, bên trong hắc bạch quang là một con cự hổ thể tích không hề thua kém đại thiên tà ma. Tiểu viêm lúc này đã biến về bản thể của hắc ám thánh hổ, đây là hình thái chiến đấu mạnh nhất của yêu thú rồi. Từ trong người tiểu điêu cũng phát ra từ hắc quang, đôi cánh nhìn trượng của hắn bắt đầu mở rộng vào giao nhau phái trước che chắn cho thân thể hắn đôi cánh dần mở ra, chỉ thấy tiểu điêu trong đó bỗng xuất hiện tiểu điêu, chỉ là trên người là một bộ chiến giáp màu tử hắc, trên gương mặt tuấn mỹ của hắn là những hao văn màu tử hắc. Mái tóc cũng được nhuộm thành màu tử hắc buông xuống, dưới sự chiếu rọi của ánh trăng, nhìn giống như âm dạ chủ vậy. Tiếng long ngâm vang lên, tử kim quang bùng nổ, một con tử kim cự long uốn mình trên không trung, lòng uy thuần chính từ nó lan tỏa khắp trời đất. Đại thiên tà ma đứng trên không, xung quanh tràn ngập ma khí bên trên hắn là tử kim cự long hắc ám hổ thánh và thiên điêu cuộn mình trận chiến đã sắp tới cao trào